Rồi, xin chào anh em ha. Thì hôm nay hổm gài anh em kêu phân lô quá trời phân lô. Thì hôm nay là máy mới vừa về là em gài em phân lô cho anh em cũng được gần chục lô nè anh em. Đó, máy nhỏ, máy lớn, máy 30 tới nồng 38 ly có đầy đủ cho anh em hết nè. Đó, giờ em sẽ quay sơ lược cho anh em ha. Đó, quay sơ lược cho anh em cái lô bên em nè. Đó. Dì đang thử máy nha anh em. Đây, Magu có, Mitsu có. Bữa nay lên hàng hệ cho anh em nha. Đó, bữa nay lên máy hệ không nha anh em. Giờ vô quay nè. Nó làm gì vậy? Bây giờ vừa về chạy luôn anh em ơi. Đó, nè. Giờ quay sơ nét cho anh em trước nè, để từ từ nè. Đây, nè lô Magu 20 nè. À, này hàng tiễn kìa. Này máy là đủ đồ hết nha nghe anh em. Này em vô đủ đồ hết rồi. Nè, Magu 26 nè. À, cũng được 2 6 con nè. 6 con 26, 6 con 20. Đây, còn đây 23 nè. À, 6 con 23. Đây, TB, TB 26. TB 26 thì được 6 con. TB 23, 2 4 6 con TB 23 luôn. Đây. Rồi này là TB 26 nè. Đó, TB 26. Rồi, Mitsu này Echo. Echo 22, 26, 24 có đầy đủ. Đó, 22, 24, 26 có đầy đủ. Này là Makita cổ ngỗng. Đó, Makita cổ ngỗng. Nè lộn xộn nè, Magu có nè, Echo có nè. Đó, có đầy đủ. Ê, có cái đống đây có được hai con 330 nữa anh em. 330 nồng 38 ly nè, 320 chứ. 320 nồng 38 ly được hai con nè. Được 2 4 6 8 cốc nè. Đó, được hai con ha. Giờ giờ mình báo giá luôn hả Di? Báo giá luôn nha anh. Rồi giờ con này Di lấy miếng giấy với cái cùng băng keo giùm anh đi. Đó. Này là máy bên em là em bao đủ đồ nè. Bao thử lửa, bao hơi lửa cho anh em nè. Em có mở bô ra từng cái em kiểm tra cho anh em hết ha. Khi đi là thợ em sẽ kiểm tra và đóng hàng gửi cho anh em. Giá này em là em đã chưa bao gồm phí ship ha. Máy thì em bao có đầy đủ đồ hết. Bao hơi lửa, không bao phí ship. Đó, bao đủ đồ. Đó, tất cả là em bao đủ đồ ha. Đó, rồi bây giờ em quay ở trên quay xuống nè. À, em bước lại đây nè Tài. Bước quay đây. Đó, quay phía trước rồi quay phía sau cho anh em luôn. Đây. Đây quay phía trước, quay phía sau nè. Đầu bò đầy đủ hết nè. Đó, bao đủ tay lái nè. Đủ hết toàn bộ ha. Rồi, dán vô đi Di. Lô này 2 4 6 8 con. 8 con này. 8 con này thì em giao lưu với anh em coi 8 lần 8. 8 lần 8 64 à. 64 anh em ơi. Ghi ký hiệu gì vậy? À, ký hiệu là A đi. A1 đi. A1. A1. À, 6 triệu tư. Đó, lô này là 6 triệu tư. Đó. Máy này là hàng tuyển bên em nha. Còn máy nát, máy bể, vỏ đồ này kia nữa là em đã rút ra hết rồi. Đó, này là hàng tuyển ha. Rồi, kế tiếp là hai con 320. 320 nha anh em. 320 con này cái áo nó hơi xấu nè. Con này thì em vô áo rồi. Đó, đồ đạt chuẩn nè. 320. Hai con này thì hai con này 4 vít. 4 củ. A2 4 củ. A2. Ừ. Hai con 4 củ. Rồi. Kế tiếp. Cái đống này thì để ngày mai đi, mai lựa đi. Đây, Makita. Makita cổ ngỗng. Nồng 34 ly. Đó, máy này lô này. Lô này 5 con. 5 con tính anh em là 5 triệu rưỡi. 5 con 5 triệu rưỡi. Ừ, 5 con 5 triệu rưỡi nha anh em.
giá lúc này hơi căng nha anh em. Rồi kế tiếp này là em bao đủ đồ hết trơn nha. Rồi kế tiếp là 2, 4, 6, 7 con, 7 con echo bao đủ đồ, bao bình xăng, bao tất cả hết ha. Này 7 con 7 củ, 2, 4, 6, 7 củ. À, 7 con 7 củ. Rồi TB 26, TB 26, 2, 4, 6 con, 2, 4, 6 con, 7 lần 6, 6, 6, 6, 6, 36, 9,6 triệu. Đó, lô này là tính anh em 1,6 triệu con ha. Ký hiệu là A5. A5 triệu 6 con. Là triệu 6 con là nhiêu? Nãy tính nhiêu rồi? 6 lần 6 36, 36 là 9 triệu 6. 9 triệu 6. À, 9 triệu 6. Rồi TB 23. TB 23 là tính anh em lúc này giá hơi căng anh em, tính 13 ha. Tính 13 thì 6 6 3 18, 18 là 7,8 triệu anh em ơi. À 6 7 triệu 7,8 triệu. 7,8 triệu. Rồi kế tiếp là lô Magu, Magu 23, Magu 23 đó, có được 2 con 3 con trợ lực, đồ đạc đủ ha. Lô này đẹp nè anh em. À, A7 tính là 11 11, 2, 4, 6, 6,6 triệu. 6,6 triệu. Rồi kế tiếp Magu 26. À, 6 con Magu 26. Rồi con này tính anh em 13 13, 6 3 lần, 6 39. Tính là gì? 6 triệu 6 3 18. Tính chút khùng luôn. 6 lần 3 6 3 18 là 1,8 triệu. 1,8 triệu với 6 là 7 triệu 8. Trời ơi trời, tính ghét kìa, khùng mày, tính nhẩm khùng nữa trời. Đó rồi tớ, lô này là tính anh em là 9 lần 9 6 5 4, 6 con. À, 5, 9. Ừ, 9 lần 6 54. 54. Ừ, đó, nguyên lô nha anh em. Cái này bao đủ đồ ha. Bao này là có tay lái có đầy đủ hết nè. Đó. Quay lại lần nữa cho anh em ha. A8 nè. Đó, có đầy đủ hết ha. Này 23 nè, lô này lô 23 nè. Đó. Có gì liên hệ với Duy ha, em có để số điện thoại của Duy cho anh nè. Không gà anh em xin chào anh em. Không gà anh em gọi quá trời luôn mà anh em không thấy Duy. Đó, không gà anh em gọi Duy là nó đó. Đó, lô Mitsu nè, lô Mitsu 26 nè, anh em có làm ha. Lô này nói chung là hàng tiễn bên em không à. Đó, đầy đủ hết nè. Lô này lô Makita, Makita 264 nè. À, đồ đạc đầy đủ. Lô này em còn một lô dữ lắm nè, để một chút em quay cho anh em xem luôn. Đây còn dữ lắm nhiều nha anh em. Đó, em chưa soạn ra ha, còn đóng ở trong ạ. Chưa soạn ra. Rồi vậy ha, chào anh em ha. Rồi anh em thích máy này, lô nào thì cứ gọi cho anh Duy nghe anh em. Rồi chào anh em ha.